Đến một trại rồi đây, đến một cái trại rất là tuyệt vời, vắng này, vắng vẻ mà có khoảng cách giữa các nhà. Đấy, mỗi nhà một lô như này. Đây, nhà mình thì chọn luôn cái lô ở đây. Đấy, cả ô tô tiếc cắm vào đây, mình dỡ đồ xuống. Đấy, chuẩn bị đây là đồ nhà mình đây. Đây, tống tất cả những xe ra đây, chuẩn bị các bạn nào. Mình sẽ dỡ xuống bắt đầu dựng trại nhá. Đấy. Lều hai lớp này là yên tâm như hôm trước đấy. À, quay phim cho các bạn cùng xem rồi đấy, là hai lớp mà mưa 3 ngày 4 ngày 3 đêm nhưng mà lều cũng chỉ thấm một chút vài giọt đấy, do là cái cánh cửa mình đóng không chặt ấy. Chứ không phải là nó lọt được vào bên trong đâu. Đấy. Hai lớp bên này là yên tâm là chống nước. Mình sẽ dựng lều đây để mình ăn uống ở trong này. Tối ngồi ra chơi. Nhà mình hả? Ở sân nhà mình luôn. Cái táp này dựng lần trước rồi đúng không? Quá dễ luôn. Hello. Đây là trại với khu nhà mình đã dựng xong rồi, set up xong rồi. Đấy. Đây là cái bếp lửa để tối nhà mình sẽ đốt lửa này. Đây. Đây là phòng khách này, bàn ghế này. Đấy. Tối sẽ ăn cơm đây này. Mắt nằm kia. Đây là cái lều ấy này. Trong này là lều nhà mình đây. Ăn nha. Đấy. Này, trong này là giường, hai cái giường ghép lại, thế là thành 4 người nằm thoải mái luôn. Đấy, tối ngủ đây luôn. Hai đồ đạc cũng còn chỗ để đồ cái thứ này, chăn này. Đấy. Giờ đóng lại nha. Sao vì giúp bố bà làm ấy nhỉ? Đấy. Đây là bàn ghế này, bố nghỉ này. Đây là các đồ mình chưa không dùng đi. Ở đây thì tựa đốt luôn. Đấy, đồ mình hộp trước mình để đằng sau, đây là gọn hết. Đây là thùng đựng rác nhá. Đấy. Sẽ đèn. Ai đây nhỉ? Cô nào cố nằm đấy nhỉ? À. Tuyệt vời. Cô chím. Ờ, đưa chắc cho em nhặt củi để đấy đi, này củi để tí nữa mình đốt. Thì tối mình đốt lửa đây là đẹp rồi. Đấy, lâu lắm nhà mình đi một mình như này. Không cả đây, đấy, đi một mình thì nó chỉ nhẹ nhàng ngay thôi. Rồi, bây giờ đây là sau khi ăn uống dọn dẹp đỡ rồi, nhà mình cho bọn trẻ con đi ra xuống suối chơi. Đây, cái đường xuống suối là trong xuyên qua rừng. Đấy, rất là sâu xuống dưới này. Đây, dưới kia là suối đang chảy này. Suối rất là lớn này. Gì đấy con? Tukage à? Đó. Mizui đó. Nó có con thạch thùng. Đúng đây các bạn ơi. Đi cả thật trượt nha. Đây.
về suối đây rồi này. Rất là mát. Sáng ra là có bọn ra đây nó nghịch nó bơi rồi. Đây này, người ta cũng xuống tập bơi. Xuống chủ không con? À mát lắm. Ôi nhưng mà không lạnh đâu. Rất là mát. Ở đây ôi ôi thì không? Này. Đấy. Mát không? Mát nhờ. À. Đây. Suối đấy, đẹp chưa các bạn? Nước suối trong lắm, mát nhưng mà lạnh. Lội ra. Hai đứa trẻ con là mình đã lội ra suối. Mát lạ. Mát lạnh buốt chân luôn ạ. Anh chàng ướt quần chưa? Ướt quần chưa? Mình vừa đi làm quả onsen về tỉnh người khỏe rồi, mọi người đang thắp bếp nấu cơm. Hôm nay hai mẹ con cho ăn món gì đấy? Đây là món thịt gà nướng nhá. Thịt gà nướng. Nướng với chili thì là nó sẽ xiên xiên với que này các bạn ạ. Đấy thì có hai vị là vị shoyu tức là vị xì dầu với lại vị xì dầu Nhật nhá. Với lại vị muối thì các bạn mình sẽ làm cả hai loại. Đây cái dán gần. Cái nướng này quan trọng nhất là phải có than đấy thôi. Còn nó sẽ rất là thơm hơn. Bếp than. Đấy thì có thịt đùi này. Với lại nhà mình phải làm cả tim gan nữa các bạn. Mềm miếc thứ nướng nữa. Đấy, bị chuẩn quá nhà hai đầu bếp. Úi trời ơi. Vất vả quá các bạn, vất vả quá. Còn đây là đầu bếp này, đầu bếp gì đây? Úi trời ơi. À đây nghệ sĩ đây chụp ảnh. Rồi bà chị đây chụp ảnh ấy. Đây, đây quả đèn này, đèn gas trắng này. Đấy, thắp lên sáng trưng cả khu luôn. Chén ngồi quanh cái này, chén món thịt trước. Xong rồi nấu món cơm sau. Miếng ngon nhỉ. Tuyệt vời. Anh chào em ăn dương này con. Bọn ăn dương này. Rất chua đêm miếng. Tôm nướng mọi, ăn kiểu mọi à? Ủa ngon thế nhỉ? Ôi cũng thêm một biển à? Đâu con? Không. Tôm nuôi đấy con ạ. Kinh. Con gái hỏi là tôm tự nhiên này, tôm nuôi, sành điệu quá nhỉ? Thích ăn tôm gì? Thích loại gì? Tự nhiên à? Tự nhiên tại sao? Ngon. Ngon hơn. Đấy, sáng rồi này.
Đây là gà nướng. Đây, mời các bạn ăn gà nướng này. Được không được bếp? Được không bếp trưởng? Được, ngon nhỉ? Taliga hoshin deo. Nướng rồi. Taliga naku nai? Bố thích muối. Đây là cái gì? Bắt được con bọ cánh cứng rồi này. Nó lại bay vào này. Này, này bắt được con bọ cánh cứng này. Ờ, do chắc là do trời kiểu sáng ấy, nhà mình đốt lửa này các bạn này. Sáng rồi nó bay. Đấy, nó bay vào. Đến chơi này. Đấy. Con này con bọ cái cho nó không có sừng. Sừng. Cá bự to mà nó tự bay vào người papa này. Đấy, nó thích ánh sáng. Trời. Đi nhở các bạn chưa? Anh kệ nó thôi, cho nó ở đây chơi mà. Đấy. Đấy, phủ lấy bạc lên. Đấy, nó chín xong cứ để này chờ thôi đúng không? Chờ bao nhiêu lâu của cậu ơi? 20-30 phút rồi này, cơm nó chín là gạo mà chín là được. Ok. Rồi. Là nó mần cắt hành. Đấy. Nó chín bằng cơm nướng này nó còn ngon cơm rang ấy vì nó chín bằng cái nước của cái hải sản ấy. Cho nó ngấm là từ cái hạt gạo. Nó rất là thơm. Đấy, mà nó còn có cháy nữa, bây giờ mình úp vào đây nhá. Đấy. Này cháy rồi anh ạ, bây giờ mình sẽ úp vào đây. Xong rồi mình đặt nó sang một bên hoặc là mình cời cái lửa cho nó nhỏ lại. Hay nhé, nên bọn. Đấy, bây giờ mình sẽ cời lửa cho nó nhỏ lại hoặc là cũng được, nó cũng bắt đầu. Lửa nó yếu rồi, không sao đâu. Yeah. Cơm nướng. Đấy. Ăn cháy quá. Ngon không? Yeah. Ngon. Nào cùng đi cái nào, hai chàng. Đi tiếp phát. Ok. Anh nhà nào cũng đi con. Rồi. Cả nhà nào, vô tay ba nào chúc cả nhà luôn luôn vui vẻ nào. Bye. Cảm ơn. Yeah. Yeah. Oh. Hanabi. Yeah. Trái tim. Trái tim à? Vậy trái tim nữa à? Baby cute, baby cute, baby cute. Hiểu. Sao? Đó là hát cái tên kim giờ. Hiểu, hát cái hát cái hai chị em mỗi đứa vẽ một nửa cái hát thì hình hát tụi. Tuyệt vời. Seiko. Seiko, Seiko. Ôi, tuyệt vời. Hay đấy nhỉ. Hơi bị sáng tạo ấy. Mới kê đó. Seiko. Hôm qua thì mình tha hồ nhảy múa nhỉ? Đừng có người rồi con ạ. Thì nó không rõ bằng cái bông pháo hoa nhỏ kia, pháo hoa dây đúng không? Ừ. Mình điên đây. Nè. Thôi, anh chồng vẽ kinh nhỉ? Úi dồi. Úi dồi. Anh chồng vẽ vẻ ngoáy quá nhỉ?
Ngoại ác quá nhỉ, hai mẹ con ngoại ác quá nhỉ. Cho nó. Như thế mẹ rất thích kịp vào dây nhá. Trời ơi. Mama chan nha. Mama chan. 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 Mama hai đứa nhóc kia gục rồi, bắt đầu đến thời gian của hai ông bà bô ngồi đây. Đấy, thắp lửa rồi, ngồi đây ngồi ngắm lửa tận hưởng không gian tí rồi. Mình cũng sẽ khò nốt. Đấy, mà đây ngắm tí thôi. Thế này mà ngồi ngắm lửa thôi nhỉ bạn nhỉ. Hi, xin chào buổi sáng mọi người nha. Bây giờ là 6 giờ. Hôm nay mình dậy sớm rồi, mình dọn dẹp quanh nhà rồi. Đấy, dọn hết bếp nước thứ sạch sẽ, bàn bếp sạch sẽ. Đấy. Xong bây giờ mình sẽ đặt bếp, đun nước để mình làm cách cà phê, cốc trà uống thôi. Đấy. Nghe thấy chim hót không? Sáng qua ve kêu nhỉ? Ve kêu nhức cái đầu mẹ. Là dậy sớm, đi chạy này cái rất là dậy sớm, rất sớm. Đây, xin chào. Xin chào buổi sáng, còn mình thì đang nằm mà thưởng thức buổi sáng từ trong trại đây, rất là tuyệt vời. Đây, hai con kia vẫn đang ngủ quay rồi này. Đấy. Anh. Đây buổi sáng như mình đây, đấy, mình bố cà phê. Mẹ Moji trà latte, hai đứa kia cho mỗi đứa gói Milo khỏe cho béo. Xem bình minh trên trong rừng này, nghe chim hót líu lo. Nắng này nắng rất là mát. Làm cốc cà phê buổi sáng này. Này thôi nhỉ, bằng cà phê phin Việt Nam. Đây, tỷ phú thời gian cho bằng cà phê phin. Có cái thìa không nhỉ? Này, mình đây là cà phê trà, trà sữa đấy. Nhưng ở Nhật nó có một loại trà rất là đặc biệt, tức là trà nó rang sao cháy đi. Thế này, cái mùi thơm nó cũng giống như cà phê các bạn ạ. Nhưng mà đấy, trong lều kìa. Lều nhà mình hôm nay là coi như là thu gọn vé nó rất là đẹp. Và nếu mà buổi sáng sớm ấy mình tháo cái lớp ấy là mình để cái màn bên trong nhìn sương ở trong lều. Nó vừa thoáng khí mà nó lại vừa coi như là nhìn được ra ngoài trong. Đấy. Giống như cà phê sữa của mình thôi nhưng mà nó dịu hơn. Ví dụ mình người nào mà say cà phê ấy, thì đổ sang loại này, vừa thơm nó lại vừa. Nha, mời các bạn với nhà mình uống thử chén trà với nhà mình nha. Đấy, xong đóng cửa bàn lại cho em để cho em khỏi bị muỗi vào. Ngồi đây bạn ơi. Làm cốc cà Milo nhá. Đấy, cả sáng này. Quần áo hôm qua ướt đi phơi ở đằng sau. Rất là văn minh đúng không? Các khu trại khác người ta cũng bắt đầu dùng từ khi ta dậy rồi các bạn. Đấy. Cái buổi sáng, nhà mình không đốt lửa nữa. Sáng mình thường mà đi ít người ấy, ngắn ngày không đốt lửa nữa thì bắt đầu thu cái bếp lại, chỉ còn làm ở đây thôi. Cái khu vực này này. Bếp này, cái bàn này nhà mình mới sắm này các bạn. Đồ chơi mới. Nó là cái bàn lưới bằng kim loại cho nên là mình đặt các thứ lên thẳng trực tiếp luôn. Nó không nóng mà thứ hai nữa là nó cũng không ướt. Ví dụ mình đánh đổ thì nước trực tiếp thứ mình lau rất là sạch dễ mà. Nói thật là trọng lượng thì vô cùng là nhẹ. Thì vác đi chứ không phải là nặng là trịch đâu. Đây là công chúa nó phải khác các bạn. Ngủ ở trại nó phải có người ra đón. Công chúa mà, nó dậy nó phải có người giúp nó dậy.
đón lắm cha. Phiền nhé. Ai cho bố mày để dép bên cái này nhỉ? À nhầm. Hello mọi người. Hello mọi người. Đây mời Lavi cốc Milo nhá. Cả nhà uống cà phê chị em uống. Ngon không chị? Milo Việt Nam ấy nhỉ? Mang từ Việt Nam này này. Ồ, sung sắt. Không Milo nhá. Tiếp theo là mình sẽ ăn sáng nhé. Thì ăn sáng thường thì ăn đơn giản thôi các bạn ạ. Vụ mình có cái pate này thì mình cho lên cái giấy bạc này, mình nướng, mình không làm đốt bếp lửa ga nữa. Cái bánh mì thì mình hơi trực tiếp trên chảo thép, chảo gang này, nó rất là nóng và nó làm cho bánh mì cũng rất là đủ giòn này. Đấy. Thì nếu mà có trứng, có chiếc hoặc là có xúc xích các thứ thì mẹ có thể bỏ ở đây và rán bình thường ăn rất là ngon. Xin cảm ơn. Anh chàng có làm gì ấy? Đang chụp ảnh. Úi dồi ôi, luyện chụp ảnh hả con? Lavi đang làm gì ấy Lavi? Nằm. Đang nằm mà. Mệt. Chắc có vẻ khoái nhỉ? Mệt à? Ngủ ít quá hay sao? Hay ngủ nhiều quá? Ít à? Ôi, khổ thân quá nhỉ? Tầm biết tuần gì tự sư huy lý tự tạo. Ê, thế mà còn ít cái gì nữa? À mệt thì sẽ nó gặp ạ. Úi dồi, chết tôi rồi. Không đánh răng, nằm bên giường vẫn ngủ luôn. Thế mà vẫn ngủ ít nhé. Pate đây, pate nhà trồng được. Bánh mì này, nước cam này. Đây có anh chàng ăn cái này nha, anh chàng ăn cá hộp nha. Hộp cá. Cá cũng được. Đây sáng ở khu trại là mình còn có cả hoa quả nha các bạn nhé. Một đĩa hoa quả, đĩa xoài, đĩa mận này, nước cam đấy, để uống để mà coi như là tăng cường vitamin, chống táo bón chứ không phải đi chơi mà ăn mỗi thịt mỗi cơm đâu nha.